chơi mình vui, nhưng mà chị phải làm sao nuôi được mọi người, mà chị phải nuôi được cho bản thân chị thì mình mới duy trì được. Trời, trời đất ơi, tôi đó giờ tôi đâu sửa sẵn vậy đâu. Bà làm quen rồi. Tập trước, bà làm Cát Tường đã đồng hành cùng Hồng Trang trong suốt một ngày làm việc, để thấy rằng đằng sau những vinh quang là những góc khuất đời thường quá ư giản dị. Và đằng sau câu chuyện đó còn có một nhân vật luôn âm thầm theo dõi. Những tâm linh chàng ắt sẽ cảm thông. Cô là mẹ của Hồng Trang đúng không? Đúng cô rồi, biết con rồi. Không? Rồi là cô ngồi đi con. Cô biết con không? Biết, cô coi chương trình hoài. Dạ. Ai mới gặp ở ngoài nè. Dạ. Ủa cô lên tới lâu chưa? Sao con ngồi ở ngoài con không thấy cô đi vô mà cũng mới lên chút à. Vậy hả? Vậy là chắc lúc đó Tường lo uống cà phê quá cho nên không thấy là cô đã lên tới. Thôi bây giờ mình ra xe nha cô, ra xe là hai cô cháu mình tâm sự tiếp. Rồi, mình sẽ đi. Theo cô thì cô nghĩ với như ta cá tính của Hồng Trang là cô biết á, thì nếu như mà thấy cái sự xuất hiện bất ngờ của cô ngày hôm nay thì theo như cô đoán thì Hồng Trang sẽ có cái cảm xúc như thế nào? Thì theo cô nghĩ chắc cũng mừng dữ lắm á. Mừng dữ lắm à? À mừng dữ lắm á. À, nó cũng dễ xúc động lắm á. Vậy à, mà cô cũng vậy. Từ những câu chuyện tưởng chừng Hồng Trang không bao giờ kể với mẹ để mẹ không phải bận tâm về mình, thì cô đâu ngờ chính khoảnh khắc cô trải lòng, mẹ cô đã nghe tất cả. Vừa coi xong trời lâu quá, coi mấy bạn diễn mình cũng ham diễn ghê. Coi mấy bạn diễn một lớp trong cái vở kịch tối nay ha, tối nay sẽ được xem đầu đuôi khi mà có phản ứng của khán giả là sẽ như thế nào. Hồi nãy là em nói cái lúc mà đông khách nhất á là khoảng 60. Dạ, thời Hoàng Kim ấy chị. Thời Hoàng Kim. Còn cái thời mà Du Lê thì nó là bao nhiêu khách? Ví dụ như mà nó... Dạ, dưới 10 khách cũng có. Trời đất, tụi em không có quỷ. Diễn luôn. Nếu một công ty có một suất diễn vậy, họ quảng cáo nhiều hơn thì em nghĩ chắc sẽ được. Không nghĩ là giờ mấy bạn cũng đâu có nghĩ. Nhưng mà diễn vào thứ tư em. Không đủ tiền sẵn, không đủ tiền mấy bạn ăn. Thế thì giờ cái động lực gì cái khiến cho Khanh tham gia vào cái nhóm kịch đời, trong khi nó diễn hàng đêm nó không có lợi nhuận như vậy, thì em thấy là cái tiềm năng của cái tương lai của nhóm nó sẽ đi về đâu? Cái chuyện mà nhóm đời thì có đi về đâu thì chắc có lẽ là em cũng than phiền với chị Hồng Trang rất nhiều. Chị ơi, chị phải cân nhắc lại làm sao đây. Biết là đam mê nhưng mà mình phải tính cái đường nó dài. Tại vì giống như em cũng nói chị Trang là biết là mình chơi mình vui, nhưng mà chị phải làm sao nuôi được mọi người, mà chị phải nuôi được cho bản thân chị thì mình mới duy trì được, chứ mình không thể bỏ nghèo. Chị là người trong cuộc nên là thật sự là chị rất là hiểu. Yeah. Cũng hy vọng là khán giả phần nào đó hiểu được cuộc sống của những người nghệ sĩ, đặc biệt là những người nghệ sĩ trẻ muốn lập nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh và muốn trụ được trong lòng khán giả thì cực kỳ khó thưa quý vị. Hy vọng là quý vị khán giả xem và hiểu chúng tôi và thương chúng tôi nhiều hơn nữa. Một lần là đây thì có nguyên cả nhóm cũng như là gần hết cả nhóm kịch đời, chị cũng xin chúc cho các em luôn luôn giữ lửa được, giữ được cái niềm đam mê của mình. Hồi nãy giờ cô ngồi dưới này, cô có theo dõi được rõ không? Có, rõ. Cô nghe hết những câu chuyện mà Trang chia sẻ với nhóm bạn không? Có. Cô có cảm nghĩ như thế nào? Thì thấy thì giống như là cái đam mê của con mà. Nó mê từ hồi 3 tuổi, 3 tuổi mấy là nó thích hát rồi. Rồi sao thấy thôi kệ, thương con, thôi kệ cũng động viên. Thôi kệ ráng con. Miễn con vui là gia đình cũng mừng rồi. Dạ. Trước giờ cô có coi Trang diễn trực tiếp sân khấu lần nào chưa cô? Có một lần là cô coi là em nó thi đó, nó thi đạo diễn á. Lúc thi thôi, còn lúc mà diễn cho khán giả là chưa khi nào coi trực tiếp. Đó giờ cô chưa có đi lần nào. Hy vọng là tối nay không biết là khán giả có đông hay không nữa. Dạ thôi cũng hy vọng chúc cho các em nó diễn được thành công. Trong khoảnh khắc cô cháy hết mình trên sân khấu, sống với niềm đam mê, không quan tâm tới cái gì gọi là vật chất, thì mẹ cô lại có cơ hội nhìn thấy và hiểu con gái mình thêm chút nữa. Hãy subscribe.
nhiên, khi sự thấu hiểu đạt đến đỉnh điểm thì cô con gái kia tuy có trưởng thành cũng hóa thành nhỏ bé. Chị hy vọng là qua chương trình này là rất là nhiều khán giả sẽ biết nhiều hơn về nhóm kịch đời của em, hiểu được về cuộc sống của em. Rồi ở nhà ba mẹ cũng hiểu, thông cảm được và ủng hộ cho công việc của em. Nhưng mà đều cũng phải cố gắng nhanh chóng lấy chồng. Để ba mẹ em gái mỗi lần nhắc tới chị là vẫn rơm rớm nước mắt và khóc, thấy không? Bây giờ là chị trong lúc mà em diễn đó là chị có coi. Nhưng mà chị cùng với ekip có chuẩn bị cho em một bữa ăn cơm. Bây giờ chị em mình ăn cơm ăn khuya xong rồi chị đi về. Trời ơi, coi như kết thúc ngày hôm nay. Trễ quá vậy chị. Bây giờ chuẩn bị hết rồi. Ôi, cái... chương trình này vậy đó. Bây giờ cho ăn đó. Trời ơi, đồ ăn hấp dẫn quá vậy. Trời ơi, sao có vụ bữa ăn trời. Cái vụ nào không nói. Vụ báo gì về nhà tôi không nói. Cũng may là gia đình em không có nói gì mà mấy tập xấu của em hay là có mà chương trình cắt. Mời ăn thử đi rồi biết liền à. Dạ. Yeah. Chị nấu đó. Cái rau làng này giống như nhà em vậy, đừng gái tự cho em lên nữa. Mọi người thấy TV đâu phải rau lan đâu. Dạ rau mùng tơi, đám rau lan ở trước sân. Ở nhà thì mẹ mới gầy lại cái rau mùng tơi à. Như là hết đợt, cái nó có bông có trái rồi xong cái gầy lại gì khác. Mà cái lá mùng tơi nhà em cho bá này. Bự lắm, bự hơn bự tay luôn. Ở nhà có trồng mướp không? Có thể trồng nhưng mà mùa này là hết rồi. Nhà mướp nó bị già rồi. Bà thấy bưng lên cái gì em cũng nói giống nhà em. Miệng ăn như bà già. Với lại nhà em có cây xua đũa nữa, chồng nấu canh chua. Mai chắc là chị quay là trễ nhất luôn hả? Ừ, kiếm người vô ăn phụ. Ăn hết mới được về. Rồi, có người vô ăn phụ. Đây những mà mới thấy. Dạ. Ừ. Lên nào. Không, anh giờ biết tại đây thôi, hiện tại đi. Rồi chị chân chân kỹ quá. Mẹ lên từ 5 giờ sáng, 5 mấy sáng tới giờ. Dạ. Tất cả những gì sinh hoạt từ sáng giờ mẹ em đều coi qua điện thoại. Này giờ chị Tường nấu, chị Tường nấu phải không? Tường nấu thì con cũng tin, mặc dù con hỏi là của nhà hàng. Mà giống không, giống mẹ Niêm không? Con chưa có kịp ăn, con thấy rau lan nó giống ở nhà thôi. Còn con mới nói là ở nhà là con dành ăn rau lan nhiều hơn á. Ở nhà nhưng mà kẻ có cái là không có giống là ở nhà sắp phải không? Ở nhà sắp ngay ngắn phải không? Trời ơi, hồi nãy coi clip là bất ngờ lắm rồi mà. Theo coi clip mẹ có nói gì không? Có, mẹ không có nói xấu con, mà sao cứ đưa chuyện con có chồng cứ hoài vậy? Hết mẹ rồi, tới nhà rồi tới thì Trang cứ kêu có chồng hoài, mệt ghê. Chồng thôi, không có chồng thì thôi chứ giờ sao giờ, chừng nào có chứ giờ sao giờ. Thôi ăn cơm đi. Thôi bây giờ vậy, ăn bữa cơm. Hôm nay nguyên cả ngày mẹ cũng lăn lộn làm trinh thám ngoài đường cũng sợ em phát hiện á, cho nên em biết là không có cho em mẹ tiếp cận sát em mà phải bịt mặt bịt mày cũng ngộp thở lắm để em sợ. Em sợ khen xe hoài mà em đâu có biết ai. Rồi, cho nên là giờ mẹ cũng mệt thì thôi giờ hai mẹ con mình ăn bữa cơm. Sau đó đưa mẹ về nhà ngủ, đêm nay tâm sự yêu đương gì đó thì cứ tâm sự rồi sáng mai mình hẹn gặp lại rồi mình tính tiếp. Một buổi sáng Sài Gòn có phần ồn ào xe cũ, không hòa mình vào sự nhộn nhịp phố xá. Hồng Trang và mẹ dành cho nhau một không gian riêng, một bữa ăn sáng hiếm hoi từ khi cô bước chân lên Sài Gòn lập nghiệp. Giờ lâu lâu hả?
mà cô ngủ ngon không cô? À ngủ được, hôm về chắc cũng 2 giờ à, tôi với Hồng Trang lúc đó về ngủ là 12 giờ cô. Rồi về sau bao nhiêu 1 giờ cô ngủ. 1 giờ em mình tới gần 5 giờ em mới ngủ. Trời làm gì dữ vậy? Thì xong về coi mở điện thoại coi tin nhắn rồi sắp xếp lịch tập này nọ kia nữa. À, còn cô chắc 2 giờ mấy cô ngủ được tới 4 giờ mấy cô thức giấc. Cô khỏe không? Sáng giờ khỏe khỏe. Tối hai mẹ con tâm sự gì nhiều không? Thì là mệt quá ngủ luôn. À, không cũng có thì cũng nói chuyện. Nói vài câu vô đi con. Vô đây, vô phòng thu đi. Vừa phải thôi. Không không em làm phải hay tới đỉnh em mới làm. Thôi thôi tới đỉnh quá gửi nhà chị hỏi ủa hai hát nó mất công lắm. Trang Thu, cô cảm nhận như thế nào? Hai em cô? Hai, cô thích lắm. Ở trước mắt là món quà, đợt này về có món quà vậy là cũng vui rồi hả cô? Rồi Trang hứa là khi nào mà rảnh thì làm thêm vài bản nữa tặng cho mẹ làm luôn. Cuốn album đi. Dạ. Hát luôn album 10 bản đi. Hát bài em thấy em đối sụi vậy không? Rồi bây giờ vậy, đi qua bên phòng dựng. Rồi mình sẽ dựng mấy cái hình của Trang vô trong cái bài hát mình mới vừa thu. Hả cô ha? Dạ. Rồi đi nhanh. Thôi mình làm ra cái hình này cũng phải để mấy phút cho mình nhìn thấy cái mặt chứ. Chớp chớp ngàn tấm hả? Sao thấy mà tâm hồn không sâu không biển gì à. Bài này bắt đầu học đạo diễn rồi mình đi làm diễn viên. Diễn viên múa. Đây là bên cung nhân quá lao động. Mấy cái hình này mà nhảy liền không thấy ai là ai luôn. Vậy tốt nghiệp môn hóa trang bắt nghe môn già luôn. Nhưng lòng không hề ơi đến xuân sinh hẹn. Em á hả? Em á. Ờ sao lạ quá vậy? Điệu điệu mà năm 95. Bố mẹ con á, bố mẹ con. Đó.
Dạ, đây là món quà con thay mặt cho chương trình Người Kết Nối làm gửi tặng cho cô. Đương nhiên món quà này là con chỉ kết nối thôi, còn công sức là của bạn Trang thu âm, còn của cô phải cung cấp hình ảnh nó mới ra được cái đĩa nhạc này. Dạ, nhờ chương trình nữa. Chương trình hy vọng với cái đĩa nhạc này nó là một cái món quà về tinh thần. Cô ở dưới quê nhiều khi cô nhớ Hồng Trang cái là cô ví dụ vừa nấu ăn hay vừa làm nhà mình cũng mở lên rồi đúng nghe rồi, con mình hát là mình nhìn vô thấy hình ảnh của con ở trong trọng cũng đỡ nhớ cô ha. Đó thì cũng cô cũng mong ước lâu rồi nhưng mà đâu cũng may là gặp nhà có chương trình Người Kết Nối này. Thì nay cô có được cái đĩa này sớm là cô mừng. Cô cũng cảm ơn chương trình Người Kết Nối với của HTV với lại các cháu của trong ekip nha. Cũng thấy cũng cực quá. thấy cực mà sót luôn á. Cô chưa không thấy thì cô đâu có nghĩ cái cực dữ vậy nè. Con thay mặt cho chương trình là con trước tiên là gửi lời hỏi thăm bà nội dưới quê với lại là chú rồi con chúc cô chú với cả gia đình mình là được nhiều sức khỏe. Mẹ này gửi cho chị luôn. Gì nữa vậy? Có quà rồi sắp đồ về xong cái te đi về nhà luôn. Chúc quà. À là quà dưới quê em sách lên hả cô? Chị ông bà thấy cô sách nặng quá. Quà quê. Cảm ơn cô. Trời ơi, bưởi hèn chi mà cô sách nặng luôn chứ. Trời ơi, tặng đúng luôn. Cây luôn quý vị. Nếu mà các tường với các cháu có dịp về quê Bến Tre ghé nhà cô thì chờ có cô có dừa đãi dừa có bưởi đãi bưởi thì cái đó là không có nhiều nhưng mà cũng thoải mái. Cảm ơn cô coi như là cô mời. Khi nào có dịp là sẽ có dịp thì cứ việc ghé. Nói nay các tường ghé nhà cô thì cô sẵn sàng. Cảm ơn cô rất là nhiều. Thay mặt chương trình Người Kết Nối cảm ơn hai mẹ con, cảm ơn gia đình của mình. Cảm ơn chị, cảm ơn ca kíp. Cảm ơn mọi người. Rồi thì cái khoảnh khắc gặp nhau ngắn ngủi ấy cũng xong. Mẹ lại về, con lại phải chiến đấu với con đường đã chọn. Một cuộc gặp gỡ ngắn thôi, nhưng có lẽ là một nhịp cầu lớn để những con người vốn dĩ là một gia đình lại gần nhau thêm chút nữa, yêu thương nhau thêm chút nữa. Hey, một món quà rất là ý nghĩa của chương trình đã mang đến. Và thật ra thì món quà này không khó để thực hiện, nhưng Nguyên Khang nghĩ là một phần là mẹ của chị Trang có nói ra cái mong ước đó cho con mình hiểu hay không, và một phần nữa là chị Trang có thời gian để thực hiện có cái món nói, quà đó hay nhưng không. Nhưng mà Trang bận quá Trang không có làm. Như vậy thì cái món quà này rất là ý nghĩa khi mà đã giúp cho mẹ chị Trang đỡ nhớ con sau những ngày mà chị Trang sống và lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Mà không ngờ Người Kết Nối lại có lộc ăn quá ha. Nói chung là có ăn ở làm sao đó cưng ha. Làm xong chương trình là thế nào cũng có lộc hết. Thưa quý vị thì thật ra lúc nãy trong đoạn clip thì Tường cũng có chúc Trang rồi. Tường cũng hy vọng qua chương trình Người Kết Nối này thì quý vị khán giả hãy thương Trang nhiều hơn. Trang nói riêng và tất cả anh em nghệ sĩ chúng tôi nói chung, và hy vọng rằng là tổ nghiệp sẽ nhìn kỹ mặt Trang hơn để Trang có thể bước tiếp, bước xa hơn nữa và phát triển một cách rực rỡ nhất trong con đường sự nghiệp mà Trang đã bỏ ra rất nhiều thời gian cả tuổi xuân của mình để đeo đuổi. Hy vọng là Trang sẽ đạt được thành công. Còn riêng Phương thì vì là bạn cùng khóa với Trang, nhưng mà ngày hôm nay thì sau tất cả những cái chia sẻ, những cái cảm xúc của mình thì Phương phải nói là cảm ơn Trang. Là bởi vì chính vì nhìn thấy Trang như vậy mới biết rằng là cho dù khó khăn cách mấy đi chăng nữa thì cái lửa đam mê của Trang quá mạnh. Và để mình nhìn lại mình rằng là mình may mắn hơn Trang rất nhiều. Để mình phải nuôi dưỡng cái ngọn lửa đó càng ngày càng mạnh mẽ hơn nữa. Để làm sao mà để có những cái người bạn đồng hành với mình cũng cảm thấy tự hào và hãnh diện hơn. Còn em thì một cách cụ thể hơn, em mong là sau chương trình Người Kết Nối này thì quý vị khán giả sẽ biết được là diễn viên Hồng Trang đã có một nhóm kịch tên là Đời, thường diễn các vở kịch vào tối thứ tư tại một quán cà phê ở đường Cô Giang. Thì quý vị khán giả xin hãy ủng hộ đến để xem và cũng như là ủng hộ kịch cũng như là những nghệ sĩ rất có tâm với nghề. Với cá nhân của Nguyên Khang thì Nguyên Khang nghĩ là bất cứ nghệ sĩ nào đi nữa thì cũng cần có những cái vai diễn, những cái dấu ấn để đời. Nguyên Khang chỉ mong cho chị Hồng Trang sẽ có được một cái vai diễn nào đó khiến cho khán giả sẽ nhớ mãi cái tên của chị, và đó sẽ là một cái bước đệm và ít nhất cũng sẽ là một dấu son trong cái hành trang của chị đến với cái nghề nghệ thuật này. Và cái chuyện đó thì Nguyên Khang nghĩ là chắc sẽ nằm trong cái thời gian tới khi mà khán giả theo dõi cái chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, yêu mến và biết đâu cơ hội sẽ đến với chị.